siêu bão Mandi khiến Philippines đối mặt với thảm họa chưa từng có. Siêu bão Mandi, gió giật cấp 17, tấn công Biển Đông và miền Trung Việt Nam. Hai ghế nóng trong nội các ông Trump đối mặt với loạt cáo buộc nhạy cảm. Mối đe dọa từ chương trình tên lửa hạt nhân đang treo lơ lửng, Israel có thể thừa sức ngăn chặn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Siêu bão Mandi khiến Philippines đối mặt với thảm họa chưa từng có. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, đã phát đi cảnh báo tín hiệu gió số 5, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Philippines đối với siêu bão Mandi, còn được gọi với tên địa phương là bão Pepito. Cảnh báo này cho thấy mức độ nguy hiểm rất lớn của cơn bão, với khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 11, theo giờ Việt Nam, mắt bão đã di chuyển và hiện đang nằm cách 145 km về phía đông bắc, thị trấn Cataman, tỉnh Bắc Sama, khu vực miền trung Philippines. Theo thông tin từ PAGASA, sức gió gần tâm bão đã đạt mức cực kỳ nguy hiểm lên đến 195 km/h, tương đương cấp 16 theo thang sức gió Beaufort mở rộng của Việt Nam, với gió giật mạnh có thể lên tới 240 km/h, tương đương với cấp 17. Cảnh báo của PAGASA nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình huống hiện tại, đặc biệt là tại khu vực đông bắc Bicol, nơi siêu bão Mandi, Pepito đang di chuyển mạnh mẽ và có thể gây ra tình huống thảm họa, đe dọa trực tiếp tính mạng người dân. Cơn bão này không chỉ mang đến gió mạnh mà còn kèm theo mưa lớn, lũ quét và sóng lớn, có thể gây sạt lở đất và hư hại nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng. PAGASA đưa ra cảnh báo tín hiệu gió số 5 đối với siêu bão Mandi nhằm đề phòng những thiệt hại khủng khiếp có thể xảy ra trong các khu vực mà bão đi qua. Cảnh báo này thường được ban hành khi gió mạnh vượt quá 200 km/h, đủ sức làm đổ cây cối, phá hủy nhà cửa, cắt đứt điện và làm gián đoạn các hoạt động giao thông. Dưới tác động của siêu bão, người dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao về lũ lụt, sóng lớn và sạt lở đất ở các khu vực ven biển và vùng núi. Các cơ quan chức năng tại Philippines đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm công tác sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các đảo và vùng ven biển. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng cứu hộ và chuẩn bị các phương tiện cứu trợ để đối phó với thảm họa có thể xảy ra trong những giờ tới. PAGASA khuyến cáo người dân trong khu vực ảnh hưởng của bão cần tuân thủ các hướng dẫn từ chính quyền, di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn và hạn chế tối đa việc di chuyển ngoài trời trong suốt thời gian bão. Các hoạt động trên biển và hàng không cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì vậy các tàu thuyền cần vào bờ tránh bão, còn các chuyến bay có thể bị hủy hoặc hoãn. Dự báo siêu bão Mandi sẽ tiếp tục di chuyển mạnh mẽ vào các khu vực phía bắc của Philippines và có thể tiếp tục ảnh hưởng đến Biển Đông với sức gió mạnh và các đợt sóng lớn. Chính vì vậy, người dân cần chủ động chuẩn bị đối phó với tình huống khẩn cấp, đồng thời theo dõi các bản tin cập nhật thường xuyên để kịp thời ứng phó với diễn biến của cơn bão. Đảo chính Luzon và tỉnh đảo Catanduanes được dự báo sẽ có gió mạnh trên 185 km/h trong ít nhất 12 giờ tới. Thông điệp cảnh báo lưu ý sức gió này đủ để hầu hết các tòa nhà dân cư và cơ quan có kết cấu hỗn hợp đều có thể bị hư hại nghiêm trọng, gián đoạn nghiêm trọng dịch vụ điện và viễn thông. Tất cả biển báo, biển quảng cáo đều bị thổi bay, rất ít cây cối và thực vật sống sót. Ngoài ra, cơn bão sẽ đi kèm những trận mưa lớn dẫn đến nguy cơ lũ lụt. PAGASA cũng nhấn mạnh rằng mưa lớn, gió mạnh và nước dâng vẫn có thể xảy ra ở các địa phương bên ngoài điểm đổ bộ và phạm vi dự báo. Cũng theo cơ quan này, Mandi vẫn đang mạnh thêm và tiến gần đến cường độ đỉnh. Tuy nhiên, hình ảnh radar đã cho thấy dấu hiệu thay thế thành mắt bão, đi kèm hy vọng nó có thể bắt đầu trạng thái duy trì hoặc giảm nhẹ trong những giờ tới. Nhưng nếu quá trình thay thế thành mắt bão kết thúc trước khi đi qua Catanduanes, siêu bão sẽ tiếp tục tăng cường như dự báo, PAGASA lưu ý. Mandi có thể đổ bộ vào tỉnh đảo này vào khuya hôm nay hoặc sáng mai với cường độ gần đỉnh. Quá trình suy yếu rõ ràng chỉ diễn ra sau khi nó càn quét Luzon trong lần đổ bộ thứ hai vào ngày mai. Nhưng vì quá mạnh, nó khả năng sẽ vẫn là bão cho đến khi đến biển Tây Philippines. Trong ngày 16 tháng 11, các vùng biển phía đông Philippines gần nơi bão đi bị động mạnh đến rất mạnh. Nhiều vùng bờ biển hứng sóng dữ từ 4,5 đến 14 mét. Theo Reuters, cơ quan ứng phó thảm họa của Philippines đã sơ tán gần 180.000 người ở khu vực miền trung Bicol hôm 15 tháng 11, cũng như cho dừng nhiều chuyến bay và các hoạt động khác.
Siêu bão Manji, gió giật cấp 17, tấn công Biển Đông và miền Trung Việt Nam. Siêu bão Manji, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, đang di chuyển với tốc độ trên 20 km/h, hướng vào Biển Đông và miền Trung Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 11, siêu bão Manji đã di chuyển vào khu vực Biển Đông, miền Trung Philippines, với tâm bão có tọa độ khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc và 126,7 độ Kinh Đông. Được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trong mùa, Manji hiện có sức gió mạnh nhất gần tâm bão lên đến cấp 16, tương đương với tốc độ gió từ 184 đến 201 km/h và gió giật có thể lên đến cấp 17. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 đến 25 km/h. Các nhà khoa học dự báo siêu bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến các khu vực thuộc miền Trung và miền Bắc Philippines trong những ngày tới, gây ra những thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng, mùa màng và đời sống của người dân. Trong bối cảnh Philippines đang đối phó với sự tàn phá của các cơn bão liên tiếp trong thời gian qua, Manji trở thành một thử thách lớn đối với công tác ứng phó thiên tai của nước này. Các biện pháp cảnh báo và sơ tán khẩn cấp đã được triển khai tại nhiều khu vực, trong khi người dân đang gấp rút chuẩn bị để đối mặt với cơn bão này. Với cường độ mạnh và diễn biến phức tạp, Manji không chỉ gây lo ngại về mưa lớn và lũ quét, mà còn có thể làm tăng nguy cơ sóng thần, sạt lở đất tại các khu vực ven biển và vùng núi. Chính phủ Philippines và các cơ quan chức năng đang tập trung mọi nguồn lực để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tính mạng người dân. Trong vòng 24 giờ tới, tâm bão Manji sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Vị trí tâm bão lúc này nằm trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 16, tương đương với tốc độ gió 184 đến 201 km/h và gió giật mạnh trên cấp 17. Ngày 18 tháng 11, 7 giờ sáng, siêu bão Manji sẽ di chuyển về phía Bắc Biển Đông, cụ thể là vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo bão sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và giảm tốc độ chỉ còn 15 đến 20 km/h. Lúc này, sức gió gần tâm bão sẽ giảm xuống còn cấp 12, tương đương 120 đến 135 km/h, gió giật cấp 15. Ngày 19 tháng 11, 7 giờ sáng, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão vẫn duy trì ở cấp 12, giật cấp 15. Từ chiều ngày 17 tháng 11, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ bắt đầu có gió mạnh cấp 6 đến 7, sau đó gia tăng lên cấp 8 đến 9. Vùng gần tâm bão có thể chứng kiến gió mạnh từ cấp 10 đến 12, với những cơn gió giật mạnh đạt cấp 16. Tình trạng sóng biển sẽ cực kỳ nguy hiểm, với sóng cao từ 2 đến 4 mét và trong khu vực gần tâm bão có thể lên tới 5 đến 7 mét. Biển sẽ động dữ dội, gây khó khăn cho các hoạt động đi lại, đánh bắt thủy sản và các công tác cứu hộ, ứng phó khẩn cấp. Chính quyền các địa phương ven biển khu vực Bắc Biển Đông cần theo dõi sát sao tình hình bão, đặc biệt là vùng biển và các hải đảo, để có biện pháp phòng tránh kịp thời. Các tàu thuyền, phương tiện di chuyển trên biển cần nhanh chóng về nơi trú ẩn an toàn, tránh xa vùng nguy hiểm gần tâm bão. Đồng thời, các khu vực có nguy cơ cao về sóng lớn và gió mạnh cần chuẩn bị cho việc sơ tán dân cư nếu cần thiết. Dự báo tình hình sẽ tiếp tục thay đổi, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng để có những biện pháp ứng phó phù hợp, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Trước đó, Cục Quản lý Thiên văn, Khí quyển và Địa vật lý Philippines Pagasa cũng đã cảnh báo sức gió mạnh nhất liên tục của Manji đã tăng từ 100 km/h lên 110 km/h. Sức gió giật hiện đã lên tới 135 km/h, tăng từ mức 125 km/h. Theo Pagasa, Manji có thể mạnh lên thành bão mạnh trong vòng 12 giờ tới hoặc vào chiều 15 tháng 11 và thành siêu bão vào tối 16 tháng 11 giờ địa phương. Theo phân loại của Pagasa, một cơn bão có sức gió mạnh nhất liên tục từ 118 đến 184 km/h, trong khi một siêu bão có sức gió mạnh nhất liên tục từ 185 km/h trở lên. Manji cách Guiyuan, tỉnh Đông Sama khoảng 795 km về phía đông lúc 4 giờ, giờ địa phương ngày 15 tháng 11. Nó tiếp tục di chuyển về phía tây nhưng tốc độ chậm lại, từ 35 km/h xuống còn 25 km/h. Do cách xa đất liền, cơn bão nhiệt đới này vẫn chưa ảnh hưởng trực tiếp đến bất kỳ khu vực nào của Philippines. Nhưng Manji có khả năng bắt đầu gây mưa lớn vào ngày 16 tháng 11, kèm nguy cơ lũ lụt và lở đất. Pagasa cảnh báo, bão có thể tiếp tục di chuyển về phía Tây cho đến chiều 15 tháng 11, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc sang Tây Bắc trên biển Philippines.
hai gây nóng trong nội các ông Trump đối mặt với loạt cáo buộc nhạy cảm. Theo The Guardian, các cáo buộc liên quan đến hành vi sai trái tình dục đang nhắm vào ông Pete Buttigieg, người được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump chọn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tương lai, cũng như ông Matt Gaetz, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiềm năng. Khả năng được Thượng viện Mỹ phê chuẩn cho vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của ông Buttigieg vốn đã phức tạp vì những lo ngại về sự thiếu kinh nghiệm cũng như quan điểm cực đoan của ông, nay lại thêm rắc rối sau một cáo buộc mới. Có nguồn tin tiết lộ rằng cảnh sát ở California đã điều tra ông Buttigieg vì cáo buộc xâm hại vào năm 2017, khi ông còn là một sĩ quan quân đội. Chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra, nhưng những cáo buộc tiềm năng này cũng đủ nghiêm trọng để chánh văn phòng mới được bổ nhiệm của ông Trump. Bà Susie Wiles phải trao đổi với ông Buttigieg hôm ngày 13 tháng 11, ngay sau khi bà biết tin. Theo Vanity Fair, tờ báo đầu tiên đưa tin về câu chuyện này, các luật sư của Tổng thống đắc cử cũng đã nói chuyện với ông Buttigieg. Ông Buttigieg năm nay 44 tuổi, là một cựu chiến binh và đang làm người dẫn chương trình cho đài Fox News. Ông từng chỉ trích một số vấn đề trong quân đội Mỹ, bao gồm việc phụ nữ đảm nhiệm các vai trò chiến đấu. Tiết lộ này làm gia tăng thêm tranh cãi với ông Matt Gaetz, người được ông Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mặc dù đã phải đối mặt với cuộc điều tra kéo dài 2 năm của Bộ Tư pháp Mỹ về các cáo buộc buôn bán tình dục. Trong đó có cáo buộc ông đã có hành vi đồi bại với một trẻ vị thành niên 17 tuổi. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ hôm ngày 15 tháng 11 đã kêu gọi được xem báo cáo của Ủy ban Đạo đức Hạ viện Mỹ về hành vi của ông Gaetz, mặc dù cuộc điều tra hình sự đã kết thúc mà không có cáo buộc nào. Ông Gaetz đã ngăn chặn việc công bố báo cáo theo lịch trình vào cùng ngày bằng cách từ chức khỏi Hạ viện Mỹ ngay sau khi ông Trump công bố đề cử vào ngày 13 tháng 11. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cũng cho biết ông đã yêu cầu mạnh mẽ về việc không công bố báo cáo. Các thượng nghị sĩ cấp cao yêu cầu lưu trữ báo cáo này để sử dụng trong các phiên điều trần phê chuẩn của Thượng viện Mỹ. Cuộc điều tra ban đầu được tiến hành vào năm 2021 để điều tra xem liệu nghị sĩ này có hành vi tình dục sai trái và hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp, chia sẻ hình ảnh hoặc video không phù hợp hay không. Ông cũng bị điều tra về khả năng sử dụng sai hồ sơ nhận dạng của tiểu bang, chuyển đổi tiền quỹ vận động tranh cử thành mục đích cá nhân và hoặc nhận hối lộ, tiền bò không phù hợp hoặc quà tặng không được phép, khả năng vi phạm các quy tắc, luật pháp hoặc các tiêu chuẩn ứng xử khác của Hạ viện Mỹ. Người ta tin rằng ông Trump chọn ông Gaetz với ý định thanh lọc toàn diện Bộ Tư pháp Mỹ, nơi đã thúc đẩy các cuộc điều tra hình sự chống lại ông Trump. Tương tự, ông Buttigieg có thể đã được lựa chọn với mục đích thanh trừng lực lượng vũ trang. Những ngày qua, ông Trump liên tục gọi tên những nhân vật không thể ngờ tới cho những vị trí vô cùng quan trọng. Điều này đã khiến nước Mỹ vô cùng hoang mang. Dàn nội các tuyên bố đến đâu gây hoang mang đến đó của ông Trump. Một số lựa chọn nhân sự ban đầu của Tổng thống đắc cử Trump đã khiến dư luận không khỏi hoang mang, đặc biệt là khi nghị sĩ cực hữu Florida Matt Gaetz được công bố là ứng cử viên cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Quyết định này đã làm dấy lên nghi ngờ ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, với lo ngại rằng ông Trump có thể sẽ tiến hành các vụ sa thải hàng loạt tại Bộ Tư pháp để trả đũa các cuộc điều tra hình sự nhằm vào mình, theo thông tin tờ The Guardian ngày 15 tháng 11. Trong ngày 14 tháng 11, Tổng thống đắc cử Trump cũng đã công bố một số quyết định gây sốc khác, bao gồm việc chỉ định luật sư riêng của mình, ông Jack Plante, làm Thứ trưởng Tư pháp. Ông Plante là cựu công tố viên liên bang tại quận phía nam New York. Đồng thời, bà Amy Pope, một thành viên khác trong đội ngũ pháp lý của ông Trump, sẽ tạm thời giữ chức quyền Thứ trưởng Tư pháp cho đến khi ông Plante được xác nhận chính thức. Quyết định bổ nhiệm ông Gaetz là một phần trong loạt lựa chọn đầy gây tranh cãi, khi ông Trump cũng đề xuất bà Amy Pope làm Giám đốc Tình báo Quốc gia và ông Pete Buttigieg của Fox News làm Bộ trưởng Quốc phòng. Trong khi đó, bà Tulsi Gabbard, 43 tuổi, được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động tình báo quốc gia, mặc dù trước đó từng bị nghi ngờ có liên hệ với Kremlin. Đặc biệt, ông Robert F. Kennedy Jr., người nổi tiếng với những quan điểm chống vaccine, được chọn làm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Ông Kennedy Jr. đã gây sóng gió dư luận khi phát biểu vào năm 2023 rằng COVID-19 nhắm mục tiêu người da trắng, người da đen, nhưng lại tha thứ cho người Do Thái và người Trung Quốc. Những quyết định gây tranh cãi này đã phần nào làm lu mờ các đề cử liên quan đến vấn đề nhập cư, khi ông Tom Homan, cựu quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan, được chọn làm người phụ trách các hoạt động trục xuất người nhập cư trái phép.
Trong một động thái không kém phần gây sửng sốt, Thống đốc Nam Dakota Kristi Noem, người từng gây xôn xao khi thừa nhận đã bắn chó của mình, được đề cử làm Bộ trưởng An ninh Nội địa. Tuy nhiên, sự bổ nhiệm đáng chú ý nhất là ông Stephen Miller, kiến trúc sư của chính sách chia cắt trẻ em khỏi gia đình trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, làm Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng về chính sách. Những lựa chọn này càng làm gia tăng sự hoang mang và những câu hỏi về đường lối của ông Trump trong tương lai. Mối đe dọa từ chương trình tên lửa hạt nhân đang treo lơ lửng, Israel có thể thừa sức ngăn chặn. Theo tờ Times of Israel, trong cuộc họp đầu tiên với lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 11 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phát biểu, các cơ sở hạt nhân Iran đang trong thế dễ hứng chịu tổn thất chưa từng thấy. Israel có cơ hội để đạt mục tiêu quan trọng là ngăn chặn và loại bỏ mối đe dọa hủy diệt đang treo lơ lửng. Với ông Katz, việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran có thể thực hiện được không chỉ trên mặt trận an ninh mà còn trên mặt trận ngoại giao. Sau đó, tờ Jerusalem Post đưa tin vào cuối ngày 11 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz nhấn mạnh tình hình ngoại giao, tác chiến và chiến thuật để tấn công chương trình hạt nhân của Iran chưa bao giờ khả thi, thực tế và có khả năng xảy ra như hiện nay. Ông Katz lưu ý rằng hai cuộc tấn công trước đó của Israel vào Iran trong năm nay thực chất là các cuộc phản công sau các cuộc tấn công lớn của Tehran hôm 13, 14 tháng 4 và ngày 1 tháng 10, cho thấy không quân Israel vượt trội hơn hẳn so với lực lượng phòng không của Iran. Vào thời điểm báo chí Israel đưa tin ngày 11 tháng 11, văn phòng của ông Katz vẫn chưa trả lời câu hỏi về việc liệu Israel có thực sự sẵn sàng tấn công chương trình hạt nhân của Iran hay không. Trong nhiều năm, Israel cáo buộc Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, nhưng Iran luôn phủ nhận các cáo buộc này. Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu, có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích hòa bình. Năm 2018, dưới thời ông Donald Trump, người vừa tái đắc cử vào tuần trước, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và các cường quốc phương Tây. Sau đó, Washington áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Kể từ đó, Tehran đã làm giàu uranium lên tới mức 60%, chỉ thấp hơn 30% so với cấp độ vũ khí nguyên tử. Thời gian gần đây, Israel và Iran thực hiện các cuộc tấn công tên lửa ăn miếng trả miếng, gây lo ngại về một cuộc giao tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Iran đã hai lần bắn tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel trong năm nay, khiến Israel trả đũa. Gần đây nhất là vào ngày 26 tháng 10, khi nước này tấn công các cơ sở quân sự của Iran. Phía Israel cảnh báo Iran không đáp trả cuộc tấn công vào tháng trước. Iran tung chương trình tên lửa chưa từng có. Lực lượng phòng thủ Iran đang củng cố năng lực phòng không tầm trung với việc phát triển hệ thống tên lửa nội địa AD-40, theo trang India, ngày 9 tháng 11. Theo thông số kỹ thuật, hệ thống AD-40 có khả năng phát hiện, nhắm và đánh chặn mục tiêu trên không. Trọng tâm của hệ thống AD-40 là tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường radar để đảm bảo theo dõi và đánh chặn mục tiêu chính xác. Được trang bị đầu đạn nặng 74kg và ngòi nổ cận kề, tên lửa được cấu hình để phát nổ ở cự ly gần mục tiêu nhằm gia tăng sát thương. Theo trang Army Reconnaissance, với tầm bắn tối đa 40km và độ cao lên đến 18km, tên lửa AD-40 có khả năng tấn công hiệu quả nhiều mối đe dọa trên không. Được trang bị radar và công nghệ theo dõi tiên tiến, hệ thống phòng không AD-40 có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Hệ thống theo dõi và dẫn đường tiên tiến cho phép AD-40 phát hiện và tấn công máy bay không người lái, máy bay tàng hình và tên lửa tốc độ cao. Khả năng tấn công đa mục tiêu này đánh dấu bước tiến đáng kể trong nỗ lực củng cố khả năng phòng không của Iran, quốc gia có truyền thống tập trung vào năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa đơn lẻ, quy mô lớn. Tên lửa của AD-40 được thiết kế để phản ứng và đánh chặn mục tiêu di chuyển nhanh với quỹ đạo khó lường. Với hệ thống nhắm mục tiêu chính xác và các biện pháp đối phó điện tử ECCM, AD-40 được phát triển để chống lại mọi nỗ lực gây nhiễu nhằm duy trì độ chính xác ngay cả trong không phận đầy thử thách. AD-40 nêu bật nỗ lực không ngừng của Iran nhằm củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Dù chưa có lịch trình sản xuất và triển khai cụ thể, việc giới thiệu AD-40 báo hiệu sự thay đổi đáng kể trong thế trận phòng thủ của Iran, giúp nước này có quyền tự chủ lớn hơn trên không phận mà không phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Xung đột Israel-Iran diễn ra ngày càng căng thẳng, với các cuộc đối đầu trực tiếp và các cuộc chiến ủy nhiệm lan rộng khắp Trung Đông. Israel nhắm mục tiêu khí tài Iran trong khi Iran phóng tên lửa đáp trả. Bạo lực leo thang được thúc đẩy bởi những căng thẳng kéo dài, đặc biệt là liên quan đến sự hỗ trợ của Iran dành cho các nhóm chiến binh như Hamas và Hezbollah. Trước đó, Iran đã tăng tầm bắn tên lửa giữa lúc gia tăng căng thẳng với Israel, còn Mỹ tiếp tục điều động tàu chiến tới Trung Đông bảo vệ đồng minh. Chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi học thuyết quân sự nếu Iran phải đối mặt với mối đe dọa hiện hữu. Kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV dẫn lời người đứng đầu Hội đồng Chiến lược về quan hệ đối ngoại Kamal Karaghi. Ông này đồng thời quả quyết, chúng tôi sẽ tăng tầm bắn của tên lửa Iran và nhấn mạnh, dù Iran đã cân nhắc đến những vấn đề nhạy cảm của phương Tây, đặc biệt là châu Âu, song khi họ không tính đến những vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Iran, chúng tôi phải hành động. Ông Karaghi cũng cho biết Iran có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, nhưng theo lệnh của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, nên Tehran không sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt. Thực tế, từ năm 2003, lãnh đạo tối cao Iran đã ra sắc lệnh cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vì cho rằng điều này trái với quy tắc đạo hồi, theo Press TV. Israel và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng về phía lãnh thổ của nhau kể từ khi nổ ra xung đột ở dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Tel Aviv vào rạng sáng 26 tháng 10 ồ ạt oanh tạc Iran để trả đũa việc Tehran đã phóng khoảng 180 tên lửa hướng tới Israel hôm 1 tháng 10. Kể từ đó, Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả Israel và các nhà phân tích nhận định vấn đề chỉ là chuyện đến sớm hay muộn mà thôi. Để bảo vệ đồng minh Israel, nhằm răn đe Iran, Mỹ đã triển khai thêm nhiều vũ khí hiện đại và lực lượng tới Trung Đông. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!